Rau càng cua không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng mà còn đóng vai trò như là một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe của con người. Hôm nay thì mình lên sân thượng để thu hoạch một mớ rau càng cua. Cây này thì phát triển tốt nhất là trên đất mùn nè và cát ẩm, thường mọc thành đám ở trong khe đá hoặc là xung quanh vườn ươm, chậu cây. Và rau càng cua thì nó mọc ở trong những cái chậu cây của mình rất là nhiều, chậu cây, chậu rau. Cho nên hôm nay thì mình lên sân thượng để mình thu hoạch. Trong rau càng cua thì nước nó chiếm đến 92%, còn lại là các vitamin và khoáng chất. Và theo như nghiên cứu thì trong 100g thì nó sẽ cung cấp 24 calo. Và trong đó thì kali nó sẽ chiếm 227mg, canxi 224mg và magie là 62mg, vitamin C là 5,2mg. Rau càng cua là dược liệu dùng trong điều trị các bệnh về viêm nhiễm như là viêm kết mạc, viêm họng, là một vị thuốc cổ truyền trong điều trị sốt, đau đầu, ho, cảm lạnh. Rau càng cua có tác dụng hạ sốt tương đương như aspirin. Nước sắt từ rau càng cua khi uống sẽ giúp giảm được cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, ổn định huyết áp và các bệnh khác. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh gút là sự lắng đọng của axit uric trong máu đến nồng độ cao cùng các yếu tố môi trường. Bệnh phát tán gây ra những cơn đau dữ dội. Nhiều hợp chất trong rau càng cua giúp điều trị bệnh gút bằng việc kiểm soát axit uric. Chiết xuất rau càng cua làm giảm đáng kể các triệu chứng viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp gối. Chiết xuất từ nước của rau càng cua dùng quấn quanh xương bị gãy giúp thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành xương. Từ các nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ lá rau càng cua cũng có tác dụng hoạt động chống ung thư. Chiết xuất từ rau càng cua còn phát hiện có khả năng ức chế sự phát triển của các mầm bệnh khác nhau. Bổ sung rau càng cua vào những bữa ăn hàng ngày cũng là một cách hữu hiệu để ức chế tác hại xấu của các gốc tự do. Ngoài ra còn có vai trò như một chất trung gian hóa học, làm giảm đau, chống loét, kháng viêm và có khả năng bảo vệ lớp niêm mạc dày đáng kể. Rau càng cua còn được sử dụng để điều trị các bệnh về đường ruột và các bệnh về đường tiêu hóa. Chống oxy hóa là một lợi ích nữa của rau càng cua, với khả năng thu dọn và tiêu diệt gốc tự do gây hại cho cơ thể là mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu hoạt chất trong rau càng cua là nguồn nguyên liệu tự nhiên tốt cho liệu pháp chống oxy hóa. Một nghiên cứu khoa học cũng chứng minh rằng chiết xuất rau càng cua có tác dụng trong việc ức chế các triệu chứng của bệnh trầm cảm và chứng rối loạn lo âu. Rau càng cua có thể làm giảm nồng độ axit uric trong máu. Bạn có thể tham khảo những cách sau đây để sử dụng rau càng cua một cách hiệu quả. Cách chữa bệnh bằng nước ép rau càng cua. Nước sắt từ rễ cây càng cua được sử dụng để điều trị sốt. Nước sắt từ lá dùng chữa viêm đường tiết niệu. Nước ép từ lá và thân cây là một loại nước rửa mặt tốt cho các vấn đề về da. Nước ép của lá dùng để chữa đau bụng. Dùng trong ẩm thực vì nó có vị thơm, kích thích sự thèm ăn và tiêu hóa. Ăn sống để chữa nhức đầu, đau họng, các vấn đề về thận và tuyến tiền liệt, đồng thời chống cao huyết áp. Nước ép tươi của thân và lá dùng chống viêm mắt, chống áp xe, mụn nhọt và viêm kết mạc. Toàn cây giã nhỏ hòa với nước, đun nóng rồi uống để cầm máu. Nấu chín giúp giảm đau khớp do thấp khớp. Lá được xay rồi đắp lên thái dương để điều trị đau đầu. Lá được dùng dưới dạng thuốc sắc để chữa ho, sốt, cảm lạnh. Lá được ủ ấm dùng đắp vào các vết loét và nhọt. Lưu ý khi sử dụng, rau càng cua có mùi mù tạt có thể là nguyên nhân gây khởi phát các cơn hen suyễn đối với người nhạy cảm.
Một mạt rau càng cua mình với vừa thu hoạch xong thì bây giờ mình sẽ đem xuống để mình sẽ làm món gỏi rau càng cua ăn cùng với cơm nhé cả nhà. Mình có chuẩn bị cái phần sốt để mình làm gỏi rau càng cua, gồm có là chanh nè, đường nè, nước mắm nè, tỏi, ớt. Mình sẽ nêm nếm cho có vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Và sau đó thì mình sẽ cho vào cái phần rau càng cua, trông rất là ngon và hấp dẫn luôn nha. Ở đây thì mình sẽ trộn nhẹ lên và mình để cho nó thấm gia vị. Chút xíu sau thì mình sẽ quay lại và mình sẽ có món gỏi rau càng cua cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn nha. Dưới những cơn mưa đầu mùa cũng là cái thời điểm mà khiến tôi nhớ quê rất là da diết. Bởi vì khi còn nhỏ xíu vào những dịp này thì bọn trẻ con nhà quê chúng tôi lại hào hứng gọi nhau để đi xôi nhái. Những ngày tuổi thơ êm đềm ấy, cứ sau giờ học chúng tôi lại hào hứng rủ nhau đi bắt cá, bắt tôm, bắt tép đem về cho mẹ để cải thiện bữa ăn. Có những hôm trên đồng xả nước xả lúa, vào buổi tối thì ba mẹ con nhà tôi cùng với lũ trẻ ở xóm lại rủ nhau để đi xôi nhái. Theo người lớn ở quê tôi kể lại thì vào thời điểm vào vụ lúa mùa, nhái thường xuất hiện vào tháng mưa và những tháng nước ngập tràn đồng. Nhái sẽ tìm vào những khoảng đất vườn hoặc những lối cỏ mọc ven đường. Đến thời điểm người lớn bắt tay vào làm vụ lúa hè thu, nhái trong đất cày bị ngập nước sẽ trở nên yếu ớt. Đây cũng là thời điểm dễ để bắt nhái nhất. Người giàu kinh nghiệm về nhái thường sẽ ưu tiên bắt nhái cơm, nhái bầu về để ăn. Còn nhái chàng, nhái bén hay nhái hương thì chủ yếu bắt để dành đi câu. Một phần vì có lẽ là nhái là món khoái khẩu cho bọn cá lóc, cá trê. Nhái gặp ánh đèn pha, từ nhanh nhẹn phút chốc sẽ trở nên chậm chạp, nên chúng ta dễ dàng bắt bằng tay. Nếu chú tâm lắng nghe thì ta sẽ thấy tiếng kêu của nhái giống như tiếng của dế, kêu một lúc rồi nghỉ, để rồi phút chốc lại vang lên. Trên cánh đồng quê khi xưa vào mỗi buổi tối, tiếng nhái hòa với tiếng kêu của các loại côn trùng tạo thành một âm thanh đồng quê đặc biệt. Đó cũng là thời điểm tôi sắn quần, cầm giỏ và đèn pin bắt đầu cho chuyến đi soi nhái. Nhái tập trung từng bầy, khi gặp ánh sáng chúng thường đứng ngẩn ra nhìn khiến cho việc săn nhái rất là dễ dàng. Tuy nhiên công việc không hẳn lúc nào cũng thuận lợi, có những đêm tối trời chúng ta phải mò mẫm đi trên bờ ruộng mấp mô, có khi bị sụp đất, bước tập tễnh chân thấp chân cao nhưng vẫn cố gắng kiên trì bước đi. Dù vất vả là thế nhưng kết quả thu được là một giỏ đựng nhái đã nặng trịch, ước chừng cho cả nhà ăn, khiến cho bọn trẻ chúng tôi cười tươi hân hoan. Với những người nội trợ ưa nấu nướng theo kiểu gia truyền như mẹ tôi thì bụi xả là một nguyên liệu phù hợp cho món thịt nhái. Cũng như ớt, thịt nhái vốn rất chào đạm nhưng trội tính âm hàn. Bên cạnh đó, tinh dầu xả sẽ át mùi tanh, phụ trợ tính dương, giúp món ngon thêm lành tính, phù hợp sức khỏe của người thưởng thức. Nhiều người xem thịt nhái là món cùng lắm phải ăn, nhưng với tôi, nhái thật sự là món ăn tuyệt vời, khắc ghi nhiều ký ức tuổi thơ và thời nay giá cũng không phải rẻ tại các thành phố. Món nhái cơm xào xả ớt cay là món đưa cơm tuyệt vời mà bất kỳ người nội trợ nào cũng có thể dễ dàng làm được. Nhái cơm sau khi làm sạch sẽ sẽ được ướp cùng với gia vị như mắm muối, đường, bột ngọt khoảng chừng 15 phút. Sau đó vì thơm dầu ăn cùng xả ớt sẽ cho nhái vào đảo đều để thịt nhái được săn chắc, dậy hương thơm quyến rũ. Thêm một ít nước kho liu riu đến khi cạn rồi tắt bếp. Món này khi thưởng thức khi còn nóng cùng với cơm trắng sẽ rất là ngon và đúng bài nhé. Cảm ơn cả nhà đã chịu khó theo dõi video của Trúc ngày hôm nay. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.